lên chương trình như mình vậy giờ. Nó lên chương trình máy nó chứ không có lợi mời ba ban lại nói chuyện. Nó lên chương trình rồi tới đó là đọc ban nào. Bây giờ lòi cái nắp hàng rồi nha cả nhà. Mệt quá cả nhà ơi. Cả nhà cho Vũ và mấy em xin được đăng ký, được chia sẻ nha cả nhà. Mạnh tay lên cả nhà ơi. Mà hỏi chứ đồng thời của một tỉnh Tiền Giang mình, ông sĩ chứ ai? Mà Tân Bình khác, Ủ Mỹ, cái Lại khác, cái Bè khác, kia rồi. Châu Thành khác, bỏ đến tháp đều khác hết. Cái lễ này hồi xưa tới bây giờ chứ không phải mới đây, vô tỉnh ban bộ á. Anh biết. Biết rồi mình. Nó không chỉnh á, chỗ này về chỗ kia khác là ý là cũng hợp. Chúng không chịu rồi nó không chỉnh á. Mấy biết cái thích là vui kỹ là sao đâu ơi. Chỉ Tân Bình mà, không biết cái sự thích đó rồi, đó kiện ra ông đừng có nói. Ông lo cái này chập chung cho kêu ngon đi. Mày hay lắm, mày hút thuốc đi. Nhiều kiện. Mua đi hỏi giờ cũ rồi, mua không giờ cũ không chứ. Đã ông Tâm Cường bắt hắn quỳ hương chi giờ đụng nó giác cậy phải rồi. Không có bắt quỳ hương được đó, bắt quỳ hương. Ê, còn năm cọp đâu rồi. Con thắng lại này chút xíu cho nó xuống anh Nam ơi. Lật cái nắp ngang luôn. Nam đi lấy hũ à. Nói lắm này lấy giống mày. Biết rồi. Thì nó không có lấy. Ừ. Chọt nha. Ừ. Chọt ngang vậy nè. Không cái gì mà được. Lấy sò ben á. Sò ben nhỏ. Không nổi đâu. Chọt ngang á. Ngang không được sao đứt được. Lấy cái sò ben bự á, lấy sò ben. Sò ben bự nãy có đem theo không? Đi theo lấy xuống chân xuống. Đi lấy rồi. Theo dịch nó trịch quan bến mình đặt tay vô lấy được. Nằm cái con theo cái dắt á, góc này nè, ngay góc này là dừng ba. Cái này. Lật đường ba dắt nó qua. Rồi. Giờ lò cái nắp lên nha cả nhà. Giờ mấy anh lấy xe ben hồi nãy bung nắp lên nha cả nhà. Đó, bung rồi đó. Rồi đó coi. Làm không thuốc đủ vậy đó. Từ từ rồi. Con nãy giờ tới này hút. Bà nó luôn. Trời chơi hết cái đem dẹp cái. Đâu gì đâu. Cái đâu? Kéo ra. Kéo bên nào? Kéo ra. Nào đâu đi. Kéo ra khúc. Kéo ra có dừng ấy thôi. Cái chừng gì? Để xuống. Để xíu ông ơi, làm gì đâu. Ừ, hai người. Rồi bung nắp lên nha cả nhà. Rút lên đi, rút lên. Kéo vô, kéo vô. Kéo vô, tâm đầu rồi, tâm kéo thọc lên luôn. Ừ, đó, rồi. Rồi con xíu. Đứng lên. Để đứng lên. Ừ, để đứng lên. Rồi. Mình chơi rượu đi, chế rượu. Lấy rượu đi. Rượu nãy đó. Hồi đó có chiếu rồi hả? Lên chút đi. Có chiếu rồi đầy đủ luôn ha. Hai lên luôn đi. Coi hai lộn coi có mũ đó kéo lên được không? Kiểm tra coi có mũ vô không. Mũ chắc hồi trước không có mũ đâu. Có cầm vô. Có gì làm đó. Lẹ đi ông Bảy ơi. Rượu ai uống thì chết hết đi. Chế luôn đi, không ai uống đâu. Nó cũng vừa thôi. Còn hồi còn con bỡ nữa kia. Chế rượu xuống nha cả nhà. Con bỡ chứ. Để hết lại đi. Còn, đừng nữa, nếu chai hồi con mở đó ra con chế tiếp nữa. Chưa lại. Nhà lắm, rượu nhiều lắm. Ông đó đi mua 5 lít mà. Mấy chiều 5 lít. Còn giờ mình dở lên nè. Có tấm mũ á. Có tấm mũ á. Đó, dùng cái tấm nguyên cái mũ bợ lên luôn. Thôi đi từ từ để cho làm đi. Hồi đó là mũ của lính. Của lính. Con bên Vũng Giòn á. Coi chừng nó có cái tấm nguyên, cái tấm... tấm mũ luôn. Tấm mũ xô á. Như anh đây thấy trời gõ này cả nhà. Rồi. Đùa ở đâu không biết đùa. Ôm một cục kìa ra đem lên nè. Sao mà lên được. Sao không được. Từ từ đi vuốt hết đó đi rồi từ từ. Mà không ơi, mày không rồi, lên. Không. Nè. Nè, bờ bên đây nè. Trời ơi, nó tuôn ra hết rồi, ông Quỳnh ơi. Còn mệt mà lấy cái đó bớt đi. Đừng. Để dạt mau từ từ lên đi. Mũ mục trơn rồi. Thôi, lấy góp luôn đi. Cái này cái đi rồi, dưới nước không lĩnh bỉnh mà sao mấy. Kéo lên nghe giò. Qua đây nè, để đây nè. Kéo qua cái giò này hai đùng. Đứng ngay, cả hãng ra hai đùng, cả hãng ra.